Mình Vũ Bí Kíp nè. Hello mọi người, các bạn đã có ế chưa? Thì hết tháng 8 này thì ế sẽ biến mất nha mọi người ơi. Các bạn tranh thủ đi tìm ế đi nha. Còn đây là hành trình đi tìm bắt ế hiếm của mình nè các bạn ơi. Và trước khi xem hành trình bắt ế của mình á, các bạn nhớ vô trong điện thoại nè, nhắn vô cài đặt và nhắn vô sao chép cái ID này là nha. Mình lần phía bên dưới tại vì mình đang mở mini game đó các bạn ơi. Tặng gói 25k cho các bạn nha. Các bạn có thể là chọn cái bộ đồ sao biển nè, đủ màu luôn, màu nào cũng được nha, chọn màu nào cũng được nha, hoặc là cái bộ đồ cướp biển nè nha mọi người. Và video này lên được 1.000 like á thì mình sẽ tặng cho mọi người nha. Bây giờ thì trong video nào mình cũng nói mọi người là video đó lên được 1.000 like á thì mình sẽ tặng cái mini game cho mọi người. Hồi bữa thì có được mấy cái video lên 1.000 like được các bạn. Nhớ nhanh nhanh cho video này lên 1.000 like nhé. Điều kiện là các bạn nhớ like video này và đăng ký kênh nè, chia sẻ với mọi người nữa nha. Và câu hỏi trong video này đó là mình đã bắt được bao nhiêu con ếch hiếm. Và đây là hành trình đi bắt hết tất cả ếch hiếm của mình nè. Nhảy viết cho mọi người nha.
Put up, 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 put up